lửa. Bà này tối ngày cái làm tóc là quăng kiểu mì tôm cái gì. Mẹ làm tóc đẹp lắm mày ơi, y như một người khác vậy đó, rất là sexy, rất là quyến rũ. Vậy hả? Dạ. Không bị gì á? Không có gì. Hai chồng già mà không có chuyện gì tôi mới sống với ai. Ủa sao ba về sớm vậy ba? Bà thi mệt mỏi trong người quá nên về. Dạ. Ủa mẹ con đâu rồi? Dạ mẹ đi làm tóc rồi. Nữa bà này tối ngày cái làm tóc là quăng kiểu mì tôm cái gì. Chán thiệt. Tôi về đây nè. Wow, trời, mẹ làm tóc đẹp lắm mày ơi, y như một người khác vậy đó, rất là sexy, rất là quyến rũ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, con làm ý chang con Liễu bên tiệm tóc á, mẹ uống tóc xong cũng nói trời ơi cô đẹp quá, cô quý phái quá, mà mẹ thấy nó sao á. Ông thấy tôi sao? Đẹp hả? Trời ơi, đây là lần đầu tiên mẹ đi uống tóc mà ba con không có la mẹ đó. Vì là mẹ thành công rồi. Quá sexy. Không uổng phí là mình bỏ tiền đi uống tóc đó. Hôm nay em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mơ hơi xưa, cùng thầy mẹ vẫn đào xa. Dạ. Không bị sao vậy? Ta tôi đẹp quá chứ Hương. Sao cái mặt ông đỏ bừng vậy? Ông bị mệt hả? Thôi nếu mệt thì nằm đó nghỉ ngơi đi. Tôi vô tôi thay đồ rồi tôi xuống làm chuyện nha. Nha. Nhà nhà cái đuôi gà con em như quả trứng gà. Mình bị sao vậy nè? Sao mỗi lần nhìn thấy bà là tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Nguyễn Đức Nghĩa ơi, mày bị làm sao vậy? Mày hồi xuân à? Còn xuân trong trắng tơ ngày chưa vươn bụi trần, xuân đến xuân đi nặng nỡ. Ủa ông bị gì không? Ông bị gì á? Không có gì. Làm gì con? Dạ không làm gì đâu ba. Bà con à? Dạ. Sao cả ngày hôm nay ngộ vậy? Chắc bà bị bệnh như sao? Tim đập dồn dập. Người nó quế quải đổ mồ hôi nè. Liên tục. Trời, ba là bác sĩ ba không biết. Làm sao con biết được ba? Căn cứ thôi những cái hiện tượng này thì hình như bệnh tim thật là sao? Dồn dập mồ hôi. Nhất là kỳ á. Mỗi lần gặp má con tim đập bánh dồn dập. Đập cả ngày hôm nay luôn hả ba? Ừ. Dạ đúng rồi. Từ sáng mà mẹ làm tóc á, đẹp lên á, ba nhìn ba mê là đúng rồi. Còn nói gì bậy bạ vậy hả? Ba sống với mẹ con là mấy chục năm rồi à, mắc gì phải mê. Trời đất ơi, chắc ba bị bệnh tim thiệt rồi đó. Không, cái này con nghĩ với ba. Lúc á, mẹ làm tóc đẹp lên á, cái ba thấy đẹp quá, ba mê. Con dám khẳng định luôn, chắc chắn là ba mê mẹ rồi. Còn nói tào lao. Tào lao gì? Còn cam. Hai cha con tâm sự gì ạ? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Trời ơi, ông làm gì vậy? Mỗi ngày tôi tròn một niềm vui, tròn tết tròn lưa tôi tròn hết một ngày. Bà đưa chi có bình đi chưa? Bà tìm bà đang đập mạnh đúng không bà? Đúng rồi. Nè. Đó thấy chưa? Không con dính, không nhìn luôn. Con cam đoan 100% là ba mê mẹ rồi. Thôi con chúc mừng ba nha ba.
Sau 50 năm mà cảm giác này vẫn còn như vậy, quá tuyệt vời ba. Con chúc mừng ba. Thôi, đừng bấy ba. Ba, nếu như mẹ biết là ba đang mê mẹ, chắc mẹ vui lắm ha. Con nói cho mẹ biết nha. Thôi, đừng bấy ba. Đừng lao, đừng có nhiều chuyện à. Nhiều chuyện gì đâu. Đây là hết rồi nè, quên chuyện hết. Thì mẹ đi rồi. Thôi, ngủ. Tình yêu trong ba tuổi thanh xuân nổi dậy hưng hực đúng không ba? Sao mày nhớ chuyện tào lao quá? Ba bình tim mạch thiệt rồi đó. Tim mạch đó tim mạch má. Chứng tỏ ba mê mẹ thiệt rồi. Thôi mà. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, ba thừa nhận đi ba. Yêu đương cái gì mấy chục năm vậy? Con nó tầm 7 tầm 3. Bệnh tim là may đi khắp. Bữa nay hai cha con ông làm gì mà rù rì cả ngày hôm nay vậy? Ông sao vậy? Ông sao vậy? Không có gì. Nè, chuyện gì vậy Phúc? Bà, mẹ đang hạnh phúc lắm đó bà. Hạnh phúc cái gì? Nè, bữa nay mẹ thấy lạ lắm nghe. Có hồi nào mà thân thiết vậy đâu. Nói chuyện chút xíu thì bữa nay nói chuyện lâu vậy trời. Có chuyện gì vậy con? Bà, mẹ đang hạnh phúc lắm đó bà. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only ăn đi. Mẹ ơi. Ông sao vậy? Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, ông bị cái gì vậy hả? Ông bị sao vậy? Bệnh tim thiệt hả con? Dạ chỉ nhẹ thôi ba. À. Chỉ là chứng đau thất ngực thôi ba. Ba cứ yên tâm cho ba nha. Chọc. Ba đã nói với mẹ con rồi không tin. Rồi già rồi làm như 18 tuổi rồi chọc cho ba mê làm cái gì không biết nữa. Ba cái gì hoài không biết sao mà dại dột. Tỉnh rồi hả? Dạ ba tỉnh rồi mẹ. Mừng quá ông ơi. Thôi vậy mẹ ở với ba nha. Để con đi nói chuyện bác sĩ cái. Ba cẩn thận nha ba. Ừ con. Ê. Không khỏe rồi hả ông? Trời ơi tôi có chết rồi bà khóc. Tôi sợ quá. Hai chồng già mà ông có chuyện gì tôi biết sống với ai. Thôi đi.
để mẹ con ngủ. Con biết rồi. Ba, con về con coi cô Bo nha. À, mai mẹ con không cao, chứ người cao mà ngủ về mỏi lắm. Mẹ ngủ ngon quá. Quá ngon. Còn kế ba mà không ngon thôi được. Bây giờ ba nhìn thấy mẹ, tim ba có thình thịch nữa không đó? Ba uống thuốc rồi. Chắc chắn ba bệnh rồi. Khi người ta yêu nhau mà không cần tới nhịp đập thổn thức của con tim, thì khi đó tình yêu cũng có một vẻ đẹp của riêng nó.